cuối cùng đại đội trưởng Bùi Đức Sơn cũng tiêu diệt được tên Hiếu. Chặng đường hành quân vượt núi băng rừng đầy gian nan của nhân vật tôi lại tiếp tục. Trên đường đi, thi thoảng lại có những lời cảnh báo của bà con về việc địch cách đó bao xa để lưu ý. Đường đi ngày càng gặp nhiều dừa, báo hiệu, sắp ra tới biển. Nhân vật tôi đi tới đâu cũng cảm nhận được tình cảm của bà con đùm bọc yêu thương. Đi qua những thôn xóm, vườn dừa, không khí cày bừa sản xuất càng thêm náo nức. Bà con vừa lao động sản xuất, vừa sục sôi ý chí đấu tranh. Tuy nhiên ở vùng đất này có một trường hợp phức tạp. Nhân vật Út Thám trước đây toàn tâm toàn ý theo cách mạng. Con gái cô bị địch tra tấn dã man. Tuy nhiên sau khi địch bình định cấp tốc dùng thủ đoạn tâm lý chiến, thì Út Thám và con gái cô ta đã ngả về phía bên kia. Út Thám lẽ ra bị xử tử, nhưng vì xét công trạng trước đây nên nhân dân chỉ bắt tù. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo Nhật ký chiến trường Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Xế chiều, chúng tôi trở ra xóm nhà bên đường. Nước đìa đã xuống theo thủy triều, để lại một vành đai cát rộng chừng một thước viền theo bờ đìa. Trên vành đai đó, những chú còng ló thụt trước miệng hang. Loại còng này nhỏ bằng ngón tay cái, có bộ ngoe nhỏ như chiếc đinh ghim đỏ au, có một chiếc càng to bằng thân cũng đỏ ối. Chiếc còng luôn gấp sát bên mình, cái mình sọc giữa đen trắng. Các chú giơ cao chiếc càng to xù lên trước rồi bò ra khỏi hang, kéo theo những viên cát nhỏ chắn trước cửa như chiến hào vậy. Xóm này nằm rải rác hai bên đường với những ngôi nhà xây lợp tôn trắng, những ngôi nhà gạch hai tầng xinh xắn. Một gia đình dọn cơm cho chúng tôi ăn, có cá biển, thịt heo, rau muống và mắm cá. Bữa cơm đầy hương vị gia đình, 3 năm nay tôi mới gặp lại. Ăn xong, nghỉ một lát rồi chuyển sang ngôi nhà nằm sâu ở phía trong cách xa đường cái. Dù sao, cũng phải cảnh giác vì ngôi nhà đó gần đường. Nếu có kẻ nào đi qua liệng vô một trái lựu đạn là đủ tổn thất lớn. Và lại, bọn Cộng Hòa mới tập trung một tiểu đoàn tại chùa An Quang, cách đây không xa, nơi chúng tôi mới đi qua hồi sáng. Chúng có thể tập kích bất ngờ. 9 giờ tối, chúng tôi ra đi, đi dọc theo đường cái. Bước chân phóng khoáng không bị vấp váp đá cây nhùng nhằng dây dợ như đường núi. Con đường này ta làm chủ nhiều đoạn, nên giao thông địch bị cắt đứt. Đêm đến, ta đi trên đường một cách tự do. Thỉnh thoảng phải vòng tránh những tuyến hố phòng chặn giao thông địch. Đêm nay trời trong trẻo, sao gắn cho trời muôn nghìn đôi mắt sáng lấp lánh vô tư và lãnh đạm. Dải ngân hà trải lòng êm ả rưỡi cõi xa xăm, gió biển tràn về lồng lộng. Tôi nhìn đắm đuối về phía biển Đề Di, nơi đó có những ánh đèn băng sông sáng xanh rực rỡ nhấp nha nhấp nháy. Một quả pháo sáng thật là vô duyên, tự nhiên lại len vào cái vùng sáng mỹ miều ấy bằng một đốm sáng vàng cỏ lạ, ma quái run rẩy chấp chới. Rồi bước đi trên bãi cát của xã Mỹ Thành. Bãi cát bao la ngời trắng, phi lao dừa mọc thành rừng trên bãi cát, du gió vi vu. Thỉnh thoảng lại lội qua những vũng nước rộng. Bước chân đạp nước bắn tung tóe làm xáo động lên những đốm lân tinh sáng yếu ớt. Qua khỏi động dương, đi chích về phía tay phải một chút trên bãi cát, chúng tôi tiến ra sát bờ biển. Giờ đây, tôi mới được gặp biển sau bao năm mong đợi. Biển đón tôi bằng tiếng sóng ì ầm. Trong ánh sáng sao, tôi nhìn thấy lưỡi sóng trắng của biển liếm vào bờ cát. Tôi đi sát biển, muốn gửi trọn tấm tình tha thiết đối với biển, nhìn biển không chán mắt. Mỗi con sóng chỉ như một cây gỗ lớn bị xô vào bờ, tới sát bờ bỗng biến thành một chiếc tên lửa trắng toát,
phóng vụt theo bờ cát rồi tan biến đi, để lại những bọt trắng xóa tan xèo xèo trong cát. Biển gửi vào bờ cát rào rạt của lòng mình qua những đợt sóng bất tận. Biển cũng gửi ánh sáng của lòng mình qua những lưỡi sóng đó. Mỗi con sóng tạt vào bờ, lúc rút đi còn để lại những bọt sóng trắng có lốm đốm những ánh lân tinh. Ánh lân tinh tưởng đã tan biến vào trong cát, khi gặp những bước chân đá thốc lên, lại bắn ra những đốm sáng xanh tinh nghịch. Tôi bước sát mép nước, mặc cho nước tạt ướt ống quần. Tôi kéo mạnh chân trên cát, làm bung ra từ bộ mặt mịn màng ấy những đốm lân tinh. Tôi cúi vốc một hớp nước uống vào lòng. Hôm nay, người con của núi rừng về gặp biển. Xin uống một hớp nước mặn mòi của biển. Xin mang vào tận đáy lòng tấm tình rào rạt mãnh liệt đến hung tợn của biển. Ta muốn lòng ta bao la như biển để chứa đựng được tất cả cái chiều sâu thăm thẳm, cái bề rộng mênh mông, cái giạt rào ầm ã của cuộc đời. Biển là sự ngưng động của đất trời mưa nắng. Tất cả những gì tinh túy nhất, ô uế nhất của vật chất đều dồn về đây nhào trộn với nhau, tranh chấp với nhau, làm nên những sản phẩm vật chất kỳ diệu khác. Ta muốn tâm hồn ta cũng là sự ngưng động của cuộc đời của con người và thiên nhiên, của những cái đẹp và xấu xa trong xã hội. Và ta muốn sống của tâm hồn ta sẽ nhào trộn chúng, đập tan chúng, kết tinh chúng thành những sản phẩm tinh thần cao thượng. Đó là ước mơ. Ước mơ chắc gì đã thực hiện được. Nhưng xin cứ ước mơ và nguyện sống theo ước mơ. Thanh Bình, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy và cô Năm, chấp hành huyện đoàn, đều nằm xoài trên cát. Năm là cô gái gầy gầy nhưng có nét hóm hình, miệng cười rất tươi. Cô kể rằng hồi nhỏ đi học không có trường lớp, mỗi trò một chiếc ghế đòn, tiện nhà nào vào nhà ấy ngồi nhờ thành lớp. Vào thời kỳ khó khăn, rất khan hiếm thực phẩm. Khi ăn mắm cái, Năm và các bạn không rửa chén đũa, để đến bữa sau đổ nước vào khoáng cho có mùi tanh. Cứ thế cho đến khi nào bát đũa không còn chút mùi tanh nào nữa, mới dùng vào việc khác. Quả là bước trên cát chóng mỏi chân thật. Tôi và Kính vào một xóm chài trên biển, xóm nhỏ nằm im lìm trên cát. Từ những ngôi nhà nhỏ hắt ra những ánh đèn dầu yếu ớt. Mọi người đang ngủ say, một bà cụ dậy mời chúng tôi uống nước. Bên cạnh võng bà nằm là một nồi lớn bắc trên bếp đang sôi sùng sục. Củi phi lao cháy rất đượm. Bà cụ nói, đang nấu bánh tét, nhưng mới được một hồi lửa chắc là chưa chín. Bà lật lớp bánh ở trên, chọn lấy hai cặp đưa chúng tôi. Vào thôn Tân Phụng, Mỹ Thọ ngủ. Thôn này cũng nằm trên bãi cát ven biển, có những ngôi nhà xây bên những cây phi lao duyên dáng. Ngày 22 tháng 6 năm 1971, về PU huyện ủy, lại đi trên bờ biển đón sóng gió rạt rào. Sớm tinh mơ, trông biển như nhuộm một màu đen. Nhưng khi mặt trời đã lên, biển lại nhuộm một màu xanh biếc. Tôi muốn gửi cả tâm hồn vào lòng biển. Tôi nhào vào lòng biển mà lội mà bơi. Biển vồ vập ôm lấy tôi, vuốt ve tôi bằng bàn tay sóng dịu dàng. Tôi thả sức bơi lướt trên mặt biển, mặc cho nước biển mặn chát bắn vào mặt xót xót. Tôi vô ý để đôi dép gần mép nước, liền bị sóng cuốn đi một chiếc. Suýt nữa thì mất. Biển vô tư và nghiêm khắc lắm đấy. Biển không tha thứ những anh ngờ ngạch đâu. Cơ quan P huyện nằm sát biển trong những hang đá nhỏ. Ngồi ở nhà nhìn xuống biển, thấy những đốm trắng của sóng cứ nở hoa mãi và có những đoàn ghe máy của đồng bào đi làm cá dập dìu trên biển. Phong cảnh sẽ thật hòa bình nếu thỉnh thoảng không có một vài chiếc trực thăng bô ranh bay lượn tìm kiếm. Nơi này, chúng đã từng rải xăng đốt trắng cả đá. Bây giờ, những bọt xăng vàng vàng xôm xốp còn dính đầy các tảng đá.
chiều lại rời hang xuống bãi. Nước biển rút đi, nhưng còn luyến tiếc bãi bờ nên còn để lại một phần nhỏ cơ thể mình trên vũng cát hục đá. Ở đó, tôm cá bị mắc kẹt, bơi loạn lên. Có con cá dài bơi khỏe lao vọt qua bờ đá, sang vực bên kia. Có những con cá nhỏ mang màu sắc xanh đỏ sặc sỡ. Có những con giống loài cua nhưng chân lại rất dài và toàn thân biếc xanh, sen sọc vàng vàng đo đỏ rất đẹp. Bầy còng mình mỏng chân dài chạy xào xạc trên đá, rúc vào ngách đá trốn người. Có những con ốc con mang cái vỏ màu vân vân nhưng thân lại không giống ốc, có đầu ngoe càng hẳn hoi bò trên cát. Vết chân của chúng tạo thành những đường dài, hình chân rết trên cát y như là vết bánh xe đạp tí hon vậy. Cứ thế động là chúng thu mình vào vỏ nằm im thin thít. Cô Lý, con anh Bình chạy tung tăng trên bãi biển bắt nhum. Loài vật này thật là kỳ lạ, trông như một trái cây lớn đen thui gai tu tủa. Những cây gai ấy luôn động đậy, găm vào những gì chạm đến nó. Đập nát mình nó ra sẽ lấy được ruột, trông màu hồng hồng, nhuyễn như một thứ bột nhào nước ăn rất ngon. Gần tối, chúng tôi ra làng ngủ. Về đêm, làng sáng nhấp nháy những ánh đèn. Những cô gái ngồi bên hè đan lưới. Sát ngay biển có một quán bán nước đá, nước cam. Cạnh đó là một quán hàng. Chủ quán là một bà người béo tốt. Một đứa nhỏ đọc bi bô bài thơ nào đó nói về giao thông của ta. Chúng tôi ngồi uống nước mát, đón gió biển mát, ngóng nhìn về phía biển Đề Di với những ánh đèn măng sông xanh mát. Ngày 23 tháng 6 năm 1971. 4:30 sáng trở dậy về cơ quan. Không nên ở lại đây ban ngày vì có thể hải thuyền sẽ mò đến. Thỉnh thoảng bọn ngụy cũng đưa bo bo đến bán xăng dầu cho đồng bào. Lại tắm biển. Tôi yêu biển và không sợ biển. Tôi lao vào lòng biển, bơi mãi ra khơi xa. Chiều nay trời ầm ì muốn làm giông, mặt biển xám lại theo màu mây. Những con hải âu trắng lóa vẫn bay chấp cha chấp chới. Ngoài khơi không xa, có một chiếc tàu tuần tiễu trắng xóa và một chiếc hải thuyền chạy chậm chạp. Ngày 24 tháng 6 năm 1971. Hôm nay tôi buồn. Tôi nhìn biển thấy sóng cũng lặng lẽ mênh mang. Tôi buồn vì tôi nghe tin một người con gái mới quen vừa bị địch bắt. Đó là Vân, PUV, huyện ủy viên. Không hiểu tại sao mới gặp thôi, tôi đã có cảm tình đặc biệt với người con gái ấy. Vân có đôi mắt to vừa phải, tròn sáng hay nhìn thẳng. Khi Vân gặp anh Sang, vồ vập thăm hỏi anh, thì cũng là lúc tôi gặp cô lần đầu, nhìn cô hoài mà cô không biết. Nghe giọng ấm mà vang của Vân, tôi thấy mến. Nhìn thái độ vồn vã của Vân, tôi nghĩ rằng cô là người giàu tình cảm, chân thực. Trong ánh đèn dầu mờ nhạt, tôi thấy mắt Vân cứ lấp lánh sáng. Lúc tạm biệt, tôi bắt tay Vân, bàn tay thật êm ấm. Tôi hỏi, bao giờ Vân về? Vân trả lời, ngày 23 em về anh à. Cô ra đi, mặc chiếc áo màu mỡ gà, xách cái túi ni lông màu mận chín. Tôi mong gặp lại Vân. Tôi dự định rồi sẽ nói chuyện với Vân nhiều, sẽ hỏi về quê hương Mỹ Hiệp của Vân, hỏi về công tác của Vân. Ngày 23 đã qua, anh Bình nôn nóng bồn chồn. Tôi đau đáu trông đợi. Và hôm nay thì một chị mới thoát khỏi nhà giam báo tin Vân bị địch bắt trưa hôm qua. Tôi không muốn tin, nhưng người con gái xách túi ni lông màu mận chín ấy hiển nhiên là Vân rồi. Anh lo cho em quá, Vân ơi. Kẻ thù chắc sẽ tra hỏi hành hạ em. Anh mong em sẽ vượt qua tất cả để trở về yên lành. Được cơ sở báo, địch sẽ càn lớn ở vùng này. Toàn PU chuẩn bị di chuyển, sẽ phải đi đêm. Tôi tranh thủ cột võng ngủ một chút. Nghe anh em gọi, vội choàng dậy. Mắt nặng trĩu nhưng vẫn sáng mà mở to, mò mẫm trong lèn đá mà cuốn võng.
mò trong đêm tối qua các tảng đá lớn mà xuống bãi biển. Đoạn đường ngắn nhưng quá treo leo nên đi thật căng. Xuống bãi biển, anh Bình nằm xoài trên bãi cát thở dốc. Anh đang đau, mấy ngày nay làm việc căng quá, thức đêm nhiều nên xuống sức ghê gớm. Hai bên má anh thì thịt teo đi, da nhăn lại chảy xệ xuống. Khi vào làng Tân Phụng, tôi gặp một đoàn người từ xa tới. Nghe có người nói, cô Vân làm chi mà hối dữ vậy? Tôi chợt giật mình, nhưng cũng chẳng dám nghĩ rằng đó là người con gái tôi đang mong. Vân đang nằm trong tay quân địch kia mà. Nghĩ vậy và lại thấy buồn quá, thấy nhớ Vân quá. Tôi lặng lẽ bước vào một ngôi nhà, lại nghe có người gọi. Vân, Vân vào đây. Tôi vội nhìn ra cửa. Trong ánh sáng lờ mờ tôi nhận ra Vân. Đôi mắt của Vân trông chậm chạp và mệt mỏi. Anh em hỏi dồn dập. Sao nói bị bắt à? Vân trả lời. Bị nó bắt nhưng trốn về được ạ. Vân kể sơ qua chuyện mình, rồi cứ để quần sắn ống chân như vậy mà nằm trên giường. Tôi muốn để Vân nghỉ, nhưng đến giờ hành quân rồi, đành phải gọi Vân đi. Vân vừa đi vừa kể chuyện mình bị bắt bằng cái giọng đầy căm phẫn. Bọn địch đã đưa Vân vào trụ sở xã. Chúng lục soát khắp người Vân, bạt tai Vân. Buổi trưa, địch ngủ cả, khóa chặt cửa. Vân nghĩ, nếu ở đây thì sẽ chết vì bọn địch đã điện về xã. Bọn ác ôn địa phương còn lạ gì Vân? Chúng đã từng nói với má, bà làm được đồng nào thì cho con Vân ăn đồng nấy để rồi nó chết. Thế nào nó cũng chết với bọn tôi. Thế là Vân vạch rào chui ra, dù có vướng lựu đạn cũng cam lòng. Ra một lúc nhớ đến cái nón, vì nón rất cần để người con gái che mắt địch. Vân trở vào lấy nón rồi vượt năm lớp rào chạy đi. May đón được xe Honda, bảo anh lái xe phóng nhanh vượt qua vùng địch kiểm soát. Ngày 25 tháng 6 năm 1971, 3 giờ sáng lên đường, đi trên động cát trắng mênh mông, bước trên cát mỏi như cả chân. Trong đêm tối, động cát hiện lên trắng mờ mờ thanh vắng. Gió thổi tràn lan mát rượi. Nếu đi cùng Vân thì vui biết mấy. Tôi đang nghĩ về Vân thì Hoa, một cô gái cao cao bỗng hỏi. Anh có biết chị Vân không? Có chứ, anh gặp chị ấy ở Mỹ Tài. Mà sao kia? Không, có sao đâu. Nhưng mà chị ấy hỏi anh. Hỏi lúc nào? Hỏi hồi nãy. Hỏi anh đâu? Hoa trả lời rồi cười khúc khích. Tiếng cười gieo vào lòng tôi một niềm vui. Hoa dẫn bọn tôi đi lạc, luẩn quẩn mãi giữa động cát, đạp bừa cả vào gai xương rồng. Cuối cùng đi về phía tây, đi trên đường cái. Sắp sáng rồi, đã nhìn thấy mặt nhau lờ mờ rồi. Tôi ngồi nghỉ bên đường, Vân đi tới. Tôi nhìn Vân, không biết Vân có thấy tôi không? Vân quay lại chỗ tôi ngồi, đứng im lặng. Chúng tôi nhìn nhau trong ánh lê minh trong sạch. Vân ở lại đây à? Dạ, em ở lại xóm. Anh đi lên núi đi. Không có sáng mất rồi, lỡ địch tới. Vân đi một đoạn rồi dừng lại, đứng bên đường. Tôi dùng rằng chẳng muốn đi ngay, rồi cũng phải dấn bước chân lên. Ở trên trường, cuộc sống khắc nghiệt lắm, chẳng mấy khi chiều theo tình cảm con người. Thoát gặp nhau, thoát lại xa nhau. Bắt đầu leo lên núi, quả núi này nhỏ không cao lắm và chỉ có cây nhỏ thấp. Theo một dòng suối nhỏ mà đi lên, phải vất vả lắm mới leo lên được những hòn đá tảng to lớn. Đến lưng chừng núi, chúng tôi ngồi lại nghỉ trên một tảng đá lớn nhìn xuống biển. Bình minh đang lên. Phía chân trời rực lên ánh sáng màu hồng xanh xen lẫn. Những đám mây đủ hình đủ vẻ, màu sắc sặc sỡ lơ lửng ở đường chân trời, như là luyến tiếc biển, không muốn bay cao lên. Chỗ ở là một lòng suối cạn nằm lưng chừng. Anh Bình lên gần tới nơi thì thở dốc, rồi ngồi lại vừa thở hổn hển vừa rên.
cột võng tạm bợ bên các lèn đá hay là dưới rừng cây non mà nghỉ. Sau đó, anh Bình họp với một số cán bộ của ngành. Đau như vậy mà bắt tay vào việc, anh rất tỉnh táo, nói rất sôi nổi. Chiều, anh lại nằm rên không ăn gì được. Gần tối thì vân lên. Ngày 26 tháng 6 năm 1971, thứ Bảy. Chiều nay, tôi được sống những giây phút êm dịu bên Vân. Vân sốt phải ăn cháo, da vàng hẳn đi. Vân nằm trên võng. Tôi ngồi võng kể bên. Vân cởi mở kể cho tôi nghe chuyện gia đình, bản thân với giọng nhỏ nhẹ, êm ấm. Tôi ngồi nghe nhiều, nhìn nhiều và nói ít. Tôi luôn nhìn thẳng vào đôi mắt Vân. Đôi mắt có hàng lông mày đen rậm. Đôi mắt màu nâu trong sáng lạ lùng. Cứ nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy là người ta phải nhủ mình hãy chân thật. Thỉnh thoảng Vân nhoẻn cười, hàm răng trắng bóng trong trong như ngọc. Ăn cơm chiều xong, tôi soạn ba lô để xuống xã. Vân ngồi cạnh tôi, nhắc tôi những việc tôi quên. Vân bảo, tôi đưa chiếc máy ghi âm cho Vân giữ, đừng mang theo, nặng. Tôi không muốn gửi Vân vì sợ nếu di chuyển, Vân lại phải mang vất vả. Lại chào tạm biệt Vân ra đi. Gần một chút lại xa, xa nhau nhiều hơn gần nhau, nhưng lúc nào cũng thấy như là ở bên nhau. Tới dự cuộc họp của PU với các cán bộ chủ chốt các xã phía đông đường quốc lộ 1, PU phổ biến nghị quyết của XU tỉnh ủy và bàn công tác thời gian tới. Trước mắt là phải tập trung sức chống càn, đồng thời phải tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu chưa hoàn thành. Vấn đề thu mua lương thực được đưa lên hàng đầu. Phải đẩy mạnh xây dựng thực lực, tổng giáp tề điệp. Cuộc họp kéo dài đến khuya, đến vấn đề đưa số phòng vệ dân sự, quân tại chỗ, giã ngũ, đi học tập, phục vụ tiền tuyến. Anh Hai, bí thư mới của PU hỏi, ông Khẩn, vấn đề này chỗ ông thế nào? Một người đàn ông húi cua tóc dựng, cất giọng rè rè. Báo cáo anh, đưa đi một số thôi chứ. Tiếc gì mà không đưa đi hết. Có một số đau đi sao nổi, một số yếu nữa. Hết đau thì đưa đi chứ đau mãi à. Không hiểu sao mà ông thương chúng dữ vậy. Ôi, thương gì lũ đó. Cứ đưa đi làm 15-20 ngày hay là bao lâu cũng được. Tôi thương gì? Ông muốn giữ chúng đấy. Khi nào có lệnh huy động dân công thì nhét vào cho đủ số chứ gì. Khẩn lúng túng im lặng. Chắc là anh bị đánh trúng nọc. Anh Hai nói. Lôi thôi không đưa đi. Nay mai nó càn nó bắt đi hết là gay đấy. Cho nó lánh bất hợp pháp chứ. Thế mới chết. Cho nó lánh cùng chỗ. Nó biết nơi ông Khẩn trốn. Sau này nó phản lại. Nó mới dắt lính đi cắt cổ ông Khẩn. Cử tọa cười ầm lên. Anh hỏi tiếp. Thế còn Mỹ Thọ? Im lặng. Anh hỏi lần nữa rồi dọi đèn pin vào một cái võng. Người trên võng choàng dậy ngồi thu lu. Đợi hỏi lần nữa, anh mới lè nhè